Vì bản tin thế giới cho biết rằng lãnh đạo của EU thống nhất về vấn đề di dân. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã phải nỗ lực hết mình để vượt qua các xung khắc về vấn đề di cư tại hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài từ thứ Năm cho tới sáng sớm thứ Sáu ngày 29 tháng 6 trước khi đi tới một cam kết trong việc tăng cường biên giới bên ngoài và thành lập các trung tâm di cư mới. Cuộc họp ở tại Brussels là một bữa ăn tối kéo dài 9 giờ đồng hồ, nhấn mạnh về vấn đề gia tăng nhập cư đột biến năm 2015 vào châu Âu do khủng hoảng của Syria và sau đó là do tình hình kinh tế ở Trung Đông và châu Phi. Trong một tuyên bố cuối cùng nhằm thỏa mãn các quan điểm khác nhau, các nhà lãnh đạo đã đồng ý thiết lập các khu vực xử lý tị nạn chung và hạn chế việc di chuyển người di cư trong khối. Nhưng họ đã nói rõ ràng tất cả các cam kết của họ sẽ được thực hiện trên một cơ sở tự nguyện của các quốc gia thành viên. Họ cũng đồng ý thắt chặt biên giới bên ngoài của họ và tăng cường tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và các quốc gia Bắc Phi khác để ngăn chặn việc di cư sang Âu Châu.